gian. Mà trung gian thì nó có cả tính gì? Đúng rồi, để suy ra là vừa khử vừa oxy hóa. Đấy. Thế xong. Câu 25 thì y hệt, cũng y hệt cái câu câu 18. Câu 25 y hệt câu 18 thì thôi, không sữa nữa. Ok, giờ đến oleum nhá.